Kính chào quý khán thính giả, hôm nay là ngày thứ Hai 16 tháng 3 năm 2015. Chương trình phát hình của bản tin Hoa Thịnh Đốn gồm có phần tin đáng chú ý, phần tin đặc biệt của ký giả Phạm Trần về chuyến viếng thăm Hoa Thịnh Đốn của Bộ trưởng Công an Cộng sản Việt Nam. Và sau cùng là phần phóng sự về hội luận an toàn thực phẩm từ New South Wales, Úc Châu. Phần tin đáng chú ý gồm có những tin chính sau đây. Ông Kerry tuyên bố Hoa Kỳ phải thương thuyết với chế độ Assad. Thượng viện sẽ trì hoãn cuộc biểu quyết cho chức vụ Bộ trưởng Tư pháp. Phe Dân chủ Thượng viện dọa chống lại thỏa hiệp về lệ phí của bác sĩ Medicare. Trước hết, kính mời quý khán thính giả theo dõi bản tin chi tiết. Ông Kerry tuyên bố Hoa Kỳ phải thương thuyết với chế độ Assad. Ngoại trưởng John Kerry tuyên bố rằng Hoa Kỳ sẽ phải thương thuyết với Tổng thống Bashar al-Assad của Syria cho một cuộc chuyển tiếp chính trị tại Syria và tìm cách với các nước khác để gây áp lực buộc ông ta phải đồng ý đàm phán. Nhưng phát ngôn viên Mary Harf của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ sau đó nói rằng ông Kerry trong một cuộc phỏng vấn với đài CBS News không đặc biệt nói tới ông Assad. Bà lặp lại rằng Hoa Thịnh Đốn sẽ không bao giờ thương lượng với nhà lãnh đạo Syria. Trong cuộc phỏng vấn, ông Kerry không lặp lại đòi hỏi của Hoa Kỳ cho rằng ông Assad đã mất mọi tính cách hợp pháp và phải ra đi. Và khi được hỏi là liệu rằng Hoa Kỳ có muốn thương thuyết với ông Assad hay không, ông Kerry nói Hoa Kỳ phải thương thuyết vào lúc cuối cùng. Cuba và Hoa Kỳ tái tục cuộc đàm phán về tái lập bang giao. Hôm thứ Hai, Cuba và Hoa Kỳ gặp nhau trong cuộc đàm phán về tái lập bang giao, tìm thêm tiến bộ cho một thỏa thuận, trong khi lại để cho những dị biệt về Venezuela cản trở xúc tiến lịch sử của họ. Phụ tá Ngoại trưởng Hoa Kỳ Roberta Jacobson gặp gỡ tại Havana với bà Josefina Vidal, trưởng sở ngoại vụ của Bộ Ngoại giao Cuba cho cuộc đàm phán có thể kéo dài tới thứ Tư. Hai bà này đã hướng dẫn các phái đoàn đến Havana hồi tháng 1 và tới Hoa Thịnh Đốn hồi tháng 2, nhưng phiên họp này sẽ diễn ra với những toán nhỏ hơn. Hai bên ghi nhận tiến bộ về những vấn đề sau hai vòng đàm phán đầu tiên. Nhưng vào ngày 9 tháng 3, Hoa Kỳ công bố nước Venezuela, đồng minh thân cận nhất của Cuba, là mối đe dọa an ninh và ra lệnh chế tài chính viên chức của nước giàu dầu hỏa này. Các viên chức Mỹ nói rằng vấn đề Venezuela không nên ảnh hưởng tới cuộc đàm phán với Cuba, nhưng Ngoại trưởng Bruno Rodriguez của Cuba cho rằng bất cứ công kích nào đối với Venezuela cũng là sự công kích vào Cuba và Hoa Thịnh Đốn đã tạo ra tai hại nghiêm trọng cho bầu khí trước hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Châu. Ông Kerry ám chỉ Mỹ có thể bỏ ngang cuộc đàm phán hạt nhân với Iran. Cuộc đàm phán giữa Hoa Kỳ và Iran tái tục hôm thứ Hai khi các nhà ngoại giao làm việc để đạt được thời hạn chót tháng 3 cho một thỏa hiệp bảo đảm rằng nước vùng Vịnh Ba Tư này không thể có được vũ khí hạt nhân. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry tuyên bố rằng những dị biệt quan trọng vẫn còn trong cuộc đàm phán với Ngoại trưởng Mohammad Javad Zarif của Iran ở Lausanne, Thụy Sĩ. Ông Zarif đi Brussels sau đó trong ngày thứ Hai để tham dự cuộc đàm phán về hạt nhân với những người tương nhiệm về phía Đức, Pháp và Anh, các thành viên của các cường quốc thế giới cùng với Trung Cộng và Nga. Thông điệp của ông Kerry cho rằng thỏa hiệp còn xa mới đạt được, nhắm vào những người cáo buộc rằng Tổng thống Barack Obama quá thất vọng cho một thỏa hiệp mà ông sẽ nhượng bộ quá nhiều, cũng như vào những nhà điều đình để nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ sẵn sàng bỏ ngang nếu những điều kiện không tốt. Ông Kerry nói mục tiêu không phải chỉ là đạt được thỏa hiệp, mà là đạt được thỏa hiệp tốt và thời gian vô cùng quan trọng để cho các quyết định quan trọng được đưa ra bởi Iran. Tại Do Thái và Hoa Thịnh Đốn, những người chỉ trích việc đẩy mạnh của chính phủ để đạt được một thỏa hiệp hạn chế và theo dõi chương trình hạt nhân của Iran trong ít nhất 10 năm là không đủ. Họ giờ đây kêu gọi những trừng phạt kinh tế gắt gao hơn để buộc Iran từ bỏ vĩnh viễn việc tinh chế uranium và chấp nhận việc theo dõi kỹ lưỡng kéo dài vô hạn. Năm quốc gia hiện cần phi cơ không người lái của Hoa Kỳ. Năm quốc gia có thể có lợi từ kỹ thuật phi cơ không người lái của Hoa Kỳ gồm có Gia Na Đại, Singapore, Ba Tây, Morocco và Ấn Độ. Tại Gia Na Đại, việc mở rộng Northwest Passage có nghĩa là những cơ hội kinh tế lớn lao, nhưng cùng lúc Gia Na Đại phải tuần tra vùng này một cách thích hợp để duy trì chủ quyền ở đó. Và một phi cơ không người lái lớn chẳng hạn như Northrop Grumman MQ-4C Triton sẽ giúp cho việc tuần tra này. Đối với Singapore, mũi chiến lược phía nam của nước này là eo biển Malacca, là đường thủy giao dịch tối quan trọng. Hoa Kỳ đã bán những chiến đấu cơ tối tân cho đảo quốc này và việc bán phi cơ không người lái như kiểu Reaper để giúp tuần tra vùng biển nối với đất liền này chỉ là một bước nhỏ thêm nữa mà thôi. Cũng giống như Gia Na Đại, Ba Tây có lãnh thổ mênh mông giàu khoáng chất chưa được khai thác mà họ lại không có phương tiện tuần tra. Những phi cơ không người lái như MQ-9 có thể giúp Ba Tây tuần tra vùng rừng rậm Amazon và vùng biên giới nhiều chỗ hở, nhất là về phía bắc của nước này.
quốc gia Bắc Phi Morocco tọa lạc trong một khu vực của địa cầu bị xâm nhập bởi dân quân Hồi giáo thuần túy mà họ phải chiến đấu. Nước này đã điều hành một phi đội F-16 tân tiến do Lockheed Martin chế tạo và những dụng cụ Mỹ khác. Chính phủ Mỹ đã cấp giấy phép xuất cảng loại General Atomic để bán phi cơ không người lái Predator XP cho Morocco, nhưng không rõ là mối giao dịch này có suôn sẻ hay không. Tuy nhiên, chính phủ Mỹ đang xem xét tới việc bán loại phi cơ võ trang MQ-9 cho họ. Ấn Độ và Hoa Kỳ có mối quan hệ quân sự gia tăng. Việc bán phi cơ không người lái như MQ-4C Triton để tuần tiễu bờ biển Ấn Độ hay loại MQ-9 Reaper để tấn công quân khủng bố do Pakistan bảo trợ ở miền Tây Bắc có thể giúp củng cố thêm mối quan hệ đó. Biểu tình ủng hộ Venezuela và chống nghênh đón nhà điều định Mỹ tại Cuba. Nhà điều định Mỹ cho việc bình thường hóa bang giao với Cuba trở lại nước này hôm Chủ nhật, ngay lúc hàng ngàn người tập trung để ủng hộ nước đồng minh thân cận Venezuela trong cuộc gia tăng tranh chấp với Hoa Tình Đốn. Bà Roberta Jacobson, nhà ngoại giao Mỹ hàng đầu cho châu Mỹ Latin, đang theo đuổi cuộc khai thông lịch sử được loan báo hồi tháng 12 cho biết những nước cựu thù thời chiến tranh lạnh là Hoa Kỳ và Cuba tìm cách bình thường hóa bang giao sau 5 thập niên gián đoạn. Cuba, nước cộng sản độc đảng duy nhất ở Mỹ Châu, là nước hợp tác gần gũi nhất của Venezuela. Venezuela trợ giúp việc chống đỡ nền kinh tế tập trung của Cuba, nhưng kinh tế của Venezuela cũng gặp rắc rối. Và mặc dù là kho dự trữ dầu lớn nhất thế giới, nước này đã rơi vào cơn khủng hoảng kinh tế, với kỷ lục lạm phát cao và thiếu thốn những nhu cầu căn bản nhất, chẳng hạn như sữa, giấy vệ sinh hay tã. Tổng thống Nicolas Maduro của Venezuela trách cứ và cáo buộc Hoa Kỳ ủng hộ cho một cuộc đảo chính lật đổ ông ta. Mối quan hệ Hoa Kỳ-Venezuela đã xuống tới mức thấp mới hồi tuần rồi khi Tổng thống Barack Obama đặt ra chế tài đối với chính phủ của ông Maduro và gọi Venezuela là mối đe dọa cho an ninh quốc gia Hoa Kỳ. Caracas phản ứng lại bằng việc phẫn nộ triệu hồi đại sứ của họ ở Hoa Tình Đốn và việc tăng cường chuẩn bị quân sự. Ông Obama muốn đi tham dự hội nghị các nước châu Mỹ tại Panama trong hai ngày 10 và 11 tháng 4, nhưng Ngoại trưởng Cuba nói rằng với việc chế tài Venezuela, Hoa Kỳ đã gây phương hại nghiêm trọng cho bầu khí trong vùng trước hội nghị thượng đỉnh này. Hoa Kỳ vẫn là nước xuất cảng vũ khí lớn nhất. Hoa Kỳ vẫn duy trì thế dẫn đầu như là nước xuất cảng vũ khí trong 5 năm qua, mặc dù xuất cảng của Nga và Trung Cộng gia tăng nhanh hơn. Theo bản công bố của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế ở Stockholm hôm thứ Hai, trong khi xuất cảng vũ khí của Đức và Pháp sụt giảm, số lượng chuyển giao vũ khí ra nước ngoài của Hoa Kỳ trong khoảng thời gian từ năm 2010 tới năm 2014 là 23% cao hơn trong 5 năm trước đó. Xuất cảng của Nga gia tăng 37%, Trung Cộng với mức xuất cảng gia tăng 143% đã chiếm hàng thứ ba của Đức về xuất cảng vũ khí. Xuất cảng của Đức giảm 43% và của Pháp sụt 27%. Tính chung, 5 nước hàng đầu chiếm 74% tổng số xuất cảng vũ khí, với Hoa Kỳ chiếm 31% và Nga 27%. Anh Quốc, Tây Ban Nha, Ý Đại Lợi, Ukraine và Do Thái nằm trong 10 nước xuất cảng vũ khí hàng đầu. Các nước nhập cảng vũ khí lớn nhất từ năm 2010 tới năm 2014 là Ấn Độ, Saudi Arabia, United Emirates và Pakistan, chiếm tổng cộng là 33% số nhập cảng vũ khí trên toàn cầu. Thượng viện sẽ trì hoãn cuộc biểu quyết cho chức vụ Bộ trưởng Tư pháp. Lãnh tụ của đa số thượng viện Mitch McConnell cho biết hôm Chủ nhật rằng cuộc biểu quyết sau cùng phê chuẩn cho bà Loretta Lynch làm Bộ trưởng Tư pháp vẫn tiếp tục bị đình hoãn cho tới khi nào phe Dân chủ giúp thông qua dự luật chống buôn người. Vị thượng nghị sĩ này tuyên bố rằng cuộc biểu quyết sau cùng cho bà Lynch là người mà Tổng thống Barack Obama đề cử để kế nhiệm Bộ trưởng Bộ Tư pháp Eric Holder được sắp xếp thời biểu hồi tuần rồi, nhưng kế hoạch này đã bị tan vỡ hôm thứ Năm khi phe Dân chủ ở thượng viện chống nội dung về phá thai trong dự luật lưỡng đảng để ngăn chặn vụ buôn tình dục. Dự luật 68 trang đó đã có sẵn trong gần 2 năm qua và được đồng loạt chấp thuận hồi tháng 2 bởi Ủy ban Tư pháp thượng viện, nhưng phe Dân chủ nói rằng họ đã không thông báo về nội dung phá thai cho đến tuần rồi. Tiền phạt được đóng bởi những người phạm tội buôn tình dục sẽ được đưa vào quỹ giúp cho nạn nhân. Nhưng phe Dân chủ công kích bởi vì dự luật này có một điều khoản do phe Cộng hòa đưa ra cấm việc dùng tiền phạt để trang trải cho việc phá thai, ngoại trừ trường hợp bị hãm hiếp, loạn luân hay khi tính mạng của người mang thai bị nguy hiểm. Bà Lynch giờ đây là luật sư công tố tại quận phía đông New York. Bà được ông Obama đề cử hồi tháng 11 và sẽ thay thế cho ông Holder hồi năm ngoái đã loan báo về hưu. Bà được dự đoán sẽ được phê chuẩn trong cuộc biểu quyết sau cùng bằng một tỷ số kick out. Phe Dân chủ thượng viện dọa chống lại thỏa hiệp về lệ phí của bác sĩ Medicare. Các thượng nghị sĩ Dân chủ sẽ chống đối một thỏa hiệp tiềm năng lưỡng đảng ở Hạ viện ngăn chặn cắt giảm tiền trả cho các bác sĩ thuộc chương trình Medicare nếu nó không tài trợ cho chương trình y tế nhi đồng trong 4 năm. Các vị phụ tá Dân chủ đưa ra lời đe dọa khi những nhà điều đình ở Hạ viện
cố ngăn chặn việc cắt giảm 21% tiền bồi hoàn cho các bác sĩ Medicare được ấn định vào ngày 1 tháng 4. Những nhà điều đình muốn soạn ra một thỏa thuận để tiêu hủy công thức 1997 hàng năm đe dọa cắt giảm sâu nặng tiền trả đó. Theo những nhà vận động và những viên phụ tá quốc hội, các nhà điều đình đã thảo luận việc bao gồm ngân quỹ cho chương trình bảo hiểm y tế nhi đồng trong 2 năm nữa, tốn khoảng 5 tỷ Mỹ Kim. Khoản tiền này sẽ mãn hạn vào ngày 1 tháng 10. Thỏa thuận tổng quát loại bỏ công thức tiền bồi hoàn Medicare, tăng cường một ít những khoản tiền trả này và cho cộng thêm ngân khoản cho sức khỏe trẻ em, vốn tốn kém khoảng 200 tỷ Mỹ Kim trong 10 năm. Kính thưa quý khán thính giả, bản tin Quá trình đời sống xin tạm ngưng ở đây để kính mời quý vị theo dõi phần thông cáo và quảng cáo. FDA đã thông cáo đến các bác sĩ và bệnh nhân về thương tích nghiêm trọng gây ra bởi lưới y tế nội âm đạo, lưới y tế bọng đái, võng y tế xương chậu, võng y tế bọng đái. Gọi ngay nếu bạn đã từng bị đặt các y cụ này. Bạn có thể được bồi thường tiền mặt nếu bạn đã từng bị đặt lưới y tế nội âm đạo, lưới y tế bọng đái, võng y tế xương chậu, võng y tế bọng đái. Xin gọi ngay lập tức 1-407-403-3333, 1-407-403-3333. Trân trọng kính mời quý đồng hương tham dự chương trình ca nhạc gây quỹ xây dựng bảo tàng viện tự do Thank You America and the World vào lúc 6 giờ chiều ngày Chủ nhật 22 tháng 3, 2015 tại nhà hàng Seafood Gourmet, 2051 West Warner Road, Chandler, Arizona 85224 với sự góp mặt của nhiều ca sĩ từ Trung tâm Asia và Thúy Nga. Mọi chi tiết xin liên lạc Thùy Hương 808-382-4297 hay Xương Rồng Trắng 632-707-5062. Trân trọng kính mời quý niên trưởng, quý chiến hữu và quý thân hữu đến tham dự dạ tiệc dạ vũ hoa anh đào đêm không gian 2015 do Hội Ái hữu Không quân miền Đông Bắc Hoa Kỳ tổ chức với chủ đề Để nhớ một thời ta đã yêu, sẽ tổ chức vào lúc 7 giờ tối đến 10 giờ sáng ngày thứ Bảy 4 tháng 4 2015 tại Hilton Alexandria Mart Center 5000 Seminary Road, Alexandria, Virginia 22311 với sự góp mặt của ca sĩ Ý Lan. Mọi chi tiết xin liên lạc Trần Kim Long 410-707-6200 203 hay Nguyễn Minh Toàn 240-381-3627. Hội kết đoàn trân trọng thông báo đến các học sinh năm cuối trung học phổ thông tại vùng Hoa Thịnh Đốn. Chương trình học bổng lần thứ 3 của hội gồm 2 phần thưởng học bổng trị giá 1.000 Mỹ Kim với mục đích khen thưởng các học sinh có thành tích tốt trong việc học tập và sinh hoạt cộng đồng. Điều kiện tuyển chọn: thứ nhất, sau khi tốt nghiệp trung học, bạn phải trở thành sinh viên của một trường đại học ở vùng Hoa Thịnh Đốn, gồm DC hay Maryland hoặc Virginia. Thứ hai, nguyện tham gia ít nhất một chương trình của hội kết đoàn trong năm 2015. Hạn chót nộp đơn là ngày thứ Sáu 24 tháng 4 2015. Kết quả sẽ được công bố vào ngày 16 tháng 5 2015. Để biết thêm chi tiết và đơn ghi danh, xin vào website của hội kết đoàn tại www.ketdoan.org. Mọi thắc mắc xin email về info@ketdoan.org. Kính mời quý đồng hương tới tham dự buổi ra mắt phim tài liệu Thảm họa đỏ do Lực lượng Cứu nguy dân tộc thực hiện vào ngày Chủ nhật 22 tháng 3, 2015, từ 3 giờ cho đến 6 giờ chiều tại Hội trường Nhà thờ Đại Hàn Charlotte Presbyterian Church, 701 Scully Park Road, Charlotte, North Carolina, 28209. Để thấy được bộ mặt thật của Đảng Cộng sản Việt Nam, trái ngược hẳn những gì mà Đảng Cộng sản tuyên truyền, dối gạt, dân tộc Việt đang gánh chịu thảm họa vô cùng nghiêm trọng hơn 80 năm qua. Mọi chi tiết xin liên lạc Hoàng Tịnh 803-389-8002 hay Thu Hương 704-607-7761.